Buổi 2, tiếp tục nhồi bóng. Nhồi bóng tay phải 30 nhịp. Nhồi bóng tay trái 50 nhịp. Nhồi bóng chữ V 35 nhịp. Nhồi bóng qua háng 20 nhịp. Nhồi bóng số 8 25 nhịp. Nhồi bóng sau lưng 10 nhịp. Tranh thủ không có ai tập thêm một chút cuối buổi và cái kết.